Để tránh việc quý khách mua phải hàng nhái trên thị trường, chúng tôi hướng dẫn kiểm tra chất lượng động cơ điện như sau. Sau đây là motor Techco 3 pha tốc độ 4 cực điện chính hãng. Sản phẩm chính hãng và đạt tiêu chuẩn Đài Loan và xuất khẩu tới Nhật Bản. Công suất motor là 2,2 kW 3 ngựa 3 HP. Motor đang đấu ở chế độ sau. Bây giờ chúng ta cấp điện cho động cho motor. Ampe chưa tải là 3.2 ampe. Tem của sản phẩm ghi ampe định mức là 5.3 ampe. Vậy là dòng ampe của motor đạt tiêu chuẩn. Âm thanh vận hành của động cơ êm nhờ bật đạn vòng bi tiêu chuẩn châu Âu. Tiếp theo chúng ta đo tốc độ của motor. Tốc độ là 1470 vòng trên phút. Với một sản phẩm chất lượng không đảm bảo khi chạy có tải, quý vị sẽ thấy tốc độ giảm đi nhiều, có khi xuống dưới 1350 vòng trên phút. Động cơ chạy yếu, năng suất làm việc kém. Tiếp theo chúng ta đo nhiệt độ của motor. Nhiệt độ là 32 độ C, chỉ hơn nhiệt độ môi trường 2-3 độ, rất mát. Nếu tiếp tục chạy thêm nửa ngày và mang tải nặng, nhiệt độ cũng không tới 55 độ. Điều này thể hiện khả năng tiết kiệm điện và hiệu suất cao của động cơ. Vậy, quý khách cần mua motor Techco chính hãng và có thời gian bảo hành 3 năm, thời hạn bảo hành lâu dài nhất Việt Nam. Hãy liên hệ tới công ty Minh Motor, nhà cung cấp motor 3 pha nhập khẩu lớn nhất cả nước. Số điện thoại 098 460 1144.